Cư sư khái niệm thiên đường ở các tôn giáo khác và khái niệm cõi trời của Phật giáo có phải là một không ạ? Con cảm ơn sư. Thưa với quý vị, cái điểm mà khác lớn nhất thôi giờ nói điểm giống trước đi. Điểm giống là có sự mô tả là khi mà mình sống ở đó thì được rất là nhiều sự hạnh phúc. Thì đó là sự mô tả chung của cõi trời hoặc là thiên đường ở các cái tôn giáo. Nhưng mà sự khác biệt như thế này. Thứ nhất là ở các tôn giáo thì thường họ không có phân tầng các cái cõi trời. Tại vì theo Phật giáo thì ở cõi trời là có phân tầng, tức là ở tầng bậc thấp nè, đó là các cái tầng trời dục giới, rồi cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Mỗi một cõi như vậy, cái sự an lạc là khác nhau, tuổi thọ là khác nhau, cái hào quang là khác nhau, đó. Rồi cái thứ hai, cái sự khác biệt thứ hai là với hầu hết tôn giáo thì cái tuổi thọ ở cõi trời là cố định và không bao giờ có sự chấm dứt, tức là lên trên đó là vĩnh cửu luôn, là xong chuyện á. Nhưng mà theo quan điểm Phật giáo thì không phải, tất cả chúng sanh có sanh tức có diệt. Dù anh là thiên chủ cõi trời đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đến lúc anh hết tuổi thọ và anh cũng phải rơi xuống. Thì đó là cái sự khác biệt giữa thiên đường và cõi trời của các tôn giáo ha. Không biết Đại Đức Đại Tường có bổ sung vậy không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cách trả lời của Đức Hạnh Tuệ, là giải thích rất là rõ. Thì trong Phật giáo, thưa quý vị, trong Phật giáo có một cái điểm này mà Đức Phật có mô tả về cõi trời, quý vị, đặc biệt hơn nha, đặc biệt hơn những tôn giáo khác là như thế nào? Giống như bên Hindu giáo hay là Bà La Môn giáo đi, thì họ mô tả cái cảnh trời mà gọi là mà cao nhất của họ đi, theo cái quan điểm họ là phạm thiên, ha, phạm thiên là đấng tạo hóa. Thì cho Phật giáo thì cũng cõi trời, nhưng mà Đức Phật nói lên tới tầng mà cõi trời ngũ thiền, tức là các vị thánh tam quả, thưa vị, là sanh về cõi ngũ tịnh cư đó. Rồi lại Đức Phật lại mô tả về cái cõi mà phạm thiên vô sắc nữa. Cho nên đây là một điểm tiêu biểu mà đặc sắc. Sư cũng muốn nói thêm đi. À, còn một cái cõi nữa là cõi phạm thiên vô tưởng, là cái vị đó đó tu thiền. Rồi xong khi mà chết đi thì tái sanh về làm cái cõi phạm thiên vô tưởng, tức là chỉ có cái thân vật lý thôi chứ không có tâm. Còn vô sắc thì chỉ có tâm mà không có thân. Đây là cái điểm đặc sắc mà khác biệt hơn mô tả cõi trời so với những tôn giáo khác. Thưa, à, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Qua câu hỏi tiếp theo.